Ngày 11 tháng 11, ông Hồ Minh Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, Ủy ban kiểm tra tỉnh vẫn chưa xử lý các cán bộ dùng xe công đi dự tiệc mừng khai trương nhà nuôi lớn của gia đình ông. Theo ý kiến của thường trực tỉnh ủy thì kiểm điểm nhưng bây giờ tôi chưa tổ chức kiểm điểm, ông Tuấn nói, và không tiết lộ thời gian xử lý kỷ luật các cán bộ trên. Thông tin xe công xuất hiện tại tiệc khai trương nhà nuôi lớn của ông Tuấn được đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Ngày 19 tháng 10, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm theo hình ảnh về việc xe công xuất hiện tại tiệc ăn mừng khai trương nhà nuôi lớn của ông Hồ Minh Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang. Trả lời báo chí, ông Tuấn cho biết, ông có dặn trước là không lấy xe cơ quan đi dự tiệc mà phải thuê xe nhưng hai cán bộ cấp phó của ông vẫn làm trái lời dặn này. Riêng chiếc xe biển xanh của thanh tra giao thông là do ông Nguyễn Nguyên Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang mượn đi. Lãnh đạo tỉnh ủy Kiên Giang sau đó yêu cầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm điểm nghiêm túc các cán bộ vi phạm và báo cáo kết quả cho thường trực tỉnh ủy. Tuy nhiên đến nay, các cán bộ trên vẫn chưa bị xử lý.